Bắt đầu quá giới thiệu đi, bây giờ là Sơn Đại Gia. Đây là Sơn Đại Gia với Giang. Đây bữa đeo cái cọng đẹp lắm á. Đây điện như vậy. Ủa cái đeo cọng vô chứ quà luôn á. Sao tặng ra em không có khổ mà em mới tặng ra cho em dài cọng đeo bậy bạ rồi chơi với anh em. Rồi. Đâu, nó đẹp không? Đẹp. Hay rồi hai bay uống ly đi chứ không lẽ là tặng không. Em chạy ở đây lấy cho anh 3 tỷ để cho mấy em chơi chú uống đi. Ngày mai tao lên YouTube chứ tao không lên Facebook. Đẹp quá, mai lấy đèn đi bán được không? Chú bán bán ngay thằng cho nghe, chứ bán cho thằng khác. Tổng cộng bây giờ á, nãy cả đám người luôn, giờ còn có 2 thằng nó mới dám ngồi tiếp kiện ở đây, còn 2 thằng đại gia không? Má. Đây bác ơi, đây có đại gia vô nữa đó. Ừ. Nặng như cộng như sức vậy. Đâu mà không biết cái này nó là cái gì em đây. Đâu đưa coi, đưa coi. Nó làm sắt hay vậy? Ừ. Đây, gặp đại gia quận 5 nha. Đưa cái tay lên nó mới ghê. Đại gia quận 5 đã từng đi Bắc tới Nam, nhưng mà chỉ có miền Trung chưa đi thôi. Nhưng mà quê hương thì miền Trung. Bạn. Nhưng mà mai cho mấy nhóc đem chú lấy cọng lại đó. Bận cái đó là vậy. Đại gia nãy em đi dính bận viện. Đang làm ăn bật cái đó dính bằng quyền con ơi. Nói chung là em mới chú nghe là mình có tiền mà mình đâu có má hồi nãy em gặp tư khỉ ngoài nữa nó chết rồi chú ơi. Tư khỉ hồi nãy nó cầm AK nó kiếm em á đại ca. Rồi sao nó chết sao nó chết thì anh nó tại nó mắm vô quá là sự cố á, nó tự nó xử luôn á. Em nói nghe vậy á. Mình làm ăn mà mình có tiền mà nói chuyện mấy nhóc ké làm gì anh ơi. Ủa làm sao mà mình bắt mấy mình ăn. Mà anh biết Tứ Kỷ không anh? Em biết Tứ Kỷ. Biết sao em? Em biết Tứ Kỷ mà, lại Tứ Kỷ em mà. Biết Tứ Kỷ không? Đấy, nói chung là bữa nay là bây giờ xin bắt tay anh cái. Dạ. Bữa nay là phỏng vấn anh ở chỗ thì nói chung em ở Cali chưa qua em mới về thì em mới hay á. Hôm nay có ghệ chưa? Dạ. Vợ con em mày không có chứ. Có con không? Nhiều không anh ơi. Có nhiều quá trời. Đưa cái tay lên coi. Dạ. Đưa cái tay mấy này đeo bậy bạ rồi cho mấy nhau nhưng mấy em út nó biết mình có già chứ cái này nhặt chắc bụng vô anh ơi. Bắt tay anh thôi chứ bữa, này, nó mỏi tay lắm mẹ. Bữa nay phỏng vấn anh hôm nay là nói chung á. Ok anh rất là đẹp trai. Em đẹp từ xưa rồi mà. Tự tin hãnh diện đó. Bây giờ anh còn tổng cộng là bao nhiêu ở nhà Sài Gòn với bao nhiêu ở nhà Bình Dương nói luôn. Cái New World ở Sài Gòn à, em đâu có gì đâu nhiều anh ơi. Bình Dương còn nhiêu cái Sài Gòn mới chịu. Dạ. Bình Dương bán hết rồi, em không có New World không á. Ở Đồng Nai còn nhiêu cái nhà anh. Đồng Nai còn nhiêu cái nhà anh. Ông Đồng Nai không còn nữa. Ôi gì vậy, này chắc bậy bạ mà. Nó bán cái gì mà không còn cái gì? Dạ. Không lẽ nó bán nhà? Không, em đang tạo điều kiện cái nhà mua nước cô nó bỏ chạy với em đưa ra nè. Là em máy bay cho mẹ bà nó đến thôi. Lâu lâu về cho em muốn nó quậy quá. Lại đây còn cái chuyện nữa nè. Ôi. Ghê vậy. Là
tại gia phải chơi ở vậy anh thấy không? Đón bia mà cộng dây chuyền thấy ớn không? Không, chó, không, này, không chó thấy, thấy cộng dây chuyền thôi chứ không lấy lon bia đâu, yên tâm đi. Anh em đứng lên nè. Đó, biết rồi. Tại gia chơi phải vậy đó. À, thông cảm ơn. Tại em chưa si, em mới là giống như cái đô mà em là sơ cái đô. Lấy ra là sơ cái đô được. À, ngày mai anh em quên. Ngày mai đăng YouTube anh lên chữ Sơn ở đâu là có mặt anh cho nó. Sơn dây xích đồ à, dây Sơn đồ à, vô em sử dụng vàng không. Anh có bán khí không? Gì anh? Khí màu vàng luôn. Khí vàng không biết không? Khí vàng có bán nhau khí vàng không? Có đăng với Hưng làm quần què vậy. Vậy là chắc là cho không rồi. Đâm với lớp trong nhà cho khổ lắm em đi đi trộm bọc đồ mấy cái số rồi ngày nay cũng khá rồi nhà em này thấy không? Ừ. Đại gia mà đại gia mấy vàng đang bậy bạ rồi dục mấy hồi ba cái này muốn buông tại kia tại kia dạ tại kia rồi nó ngồi quỷ ma đeo cỡ thằng cường la không có vé với em đâu rồi rồi bảo đảm bảo đảm rồi mai lên YouTube anh Sơn giật vàng thôi vậy nha. Thôi bỏ đi bỏ đi đâu đừng có bóp vậy coi kỳ quá bóp bóp anh giờ đừng bóp bóp nó, bấm nó, vậy nó, coi nó mẹ vàng em đó, bấm vậy coi nha anh ừ đúng rồi đó bây giờ đó cục vàng đó, nó mới quý tại vì nè bấm lại bấm lại đụng anh chỉ là đụng mẹ vàng về đâu mua nước hoài đem về mà chỉ đau tay chỉ đau tay không nó nặng tay em anh ơi rồi bây giờ thôi giờ anh tâm sự về cuộc đời của anh đi cuộc đời em đúng ra em chia tay vợ em không em nó buồn quá em đi lang bang giờ em về Tân Hiệp em sống em nhờ một ông anh em anh dễ em cho em ngồi dẫn em sống ngày mai em mới có cái tài sản vậy anh hiểu không hiểu xe hơi đồ mấy chiếc mấy nhóc nó chạy đồ SH đồ tới cuối chín rồi mấy nhóc nó chạy đi ho nè chứ mấy cô đồ về cho thành phố nó chạy đồ bậy bạ rồi chứ em đâu chạy xe em đi bộ em quen rồi đi xe đạp mà em tập thể dục mà không có tiền mình đi xe đạp đồ mình chết à bỏ giờ xuống bỏ giờ xuống lòi cây hay em sống với em rồi em có tiền mà anh ơi hả à? Mà bỏ giỏ gì hả à, không được hả à? Không được em dung giờ em quen rồi có tiền mà nói gì mà kia bỏ giờ ủa là lát kêu Sơn ở đâu không ngày mai đăng ngày mai đăng đúng tên Sơn ở đâu ha ừ rồi nói chung là thôi giờ bắt tay với anh em mình bắt tay cảm ơn anh Sơn ở đâu đã cho những thông tin về anh rảnh đi anh em kêu mấy nhóc đưa anh cây hai cây đeo bậy bạ đồ với anh em đồ sống với xã hội đồ chứ vàng rồi bây giờ em ăn một kho ừ có liên anh à rồi em mới bay anh ha rồi em có tiền mà anh rồi rồi rồi.